Không để đất đá, sỏi cát thuộc sở hữu toàn dân nhưng do cách quản lý không tốt khiến thất thoát tài sản, giá trị chênh lệch rơi vào túi tư nhân. Không để thêm một khâu trung gian nữa cản trở sự phát triển, không gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân, chống tiêu cực, tham nhũng. Các địa phương tập trung làm đúng tinh thần nghị quyết 60 và 133 của Chính phủ về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát các quy định nào không sát thực tiễn cuộc sống thì phải đề xuất sửa ngay. Đây là một trong những kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 vừa diễn ra vào tối qua 4 tháng 2 tại Nghệ An. Sau khi kiểm tra công tác thi công các dự án cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 và cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu qua địa phận các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định hiện theo quy định, các cơ quan chức năng giao các mỏ này cho các thể nhân và pháp nhân đáp ứng đủ điều kiện. Nhưng thực tiễn kiểm tra cho thấy, pháp nhân được giao rất ít mà chủ yếu là giao cho thể nhân. Điều này không sai so với quy định, nhưng đã nảy sinh vướng mắc lớn khi nhiều thể nhân găm hàng vật liệu trong lúc chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc, khiến cản trở tiến độ, nâng giá, gây cạnh tranh không lành mạnh và nảy sinh nhiều tiêu cực. Theo Thủ tướng, các nghị quyết của Chính phủ đã giải quyết được một phần vấn đề nhưng chưa giải quyết được tận gốc. Việc này có lỗi của cơ quan nhà nước đã không kiểm tra, giám sát tổng thể, toàn diện, quyết liệt để đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định liên quan, cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Đối với các nhà thầu, thì từ sáng đến giờ chúng ta nghe rất nhiều ý kiến khác nhau. Rất nhiều ý kiến cũng có nhiều cái tâm tư, có cái quyết tâm, có cái cố gắng, nhưng còn rất nhiều cái tâm tư cần phải giải quyết. Từ nguyên vật liệu, từ đá sỏi, từ các cái vấn đề liên quan đến cái tạo điều kiện, tạo cơ hội về mặt bằng vân vân, rồi đến cái giá cả, rồi đến cái việc ứng tiền. Tóm lại là cũng còn nhiều những cái khó khăn. Tôi đề nghị là rà soát kiểm tra lại, địa phương rà soát kiểm tra lại, xem là cái việc giao đấy có đúng không, còn hạn không, không còn hạn thu lại. Và đi vào cái khu vực của dự án này thì đề nghị thu hồi lại, để giao cho ban quản lý dự án hoặc là giao cho các nhà thầu theo tinh thần chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùng các nhà thầu, các chủ đầu tư bám sát thực tế, báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vướng mắc. Về vấn đề quan tâm đến người dân sau khi nhường mặt bằng cho dự án, Thủ tướng khẳng định muốn giải phóng mặt bằng tốt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để làm thật tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của dự án, đồng thời có chính sách đền bù thỏa đáng. Người dân thì phải vận động cho người ta tham gia vào cái việc giải phóng mặt bằng, cái di rời, cái tái định cư cho thật tốt. Nhưng mà ngược lại thì các ông chí cũng phải động viên người ta. Và ai mà vi phạm pháp luật thì phải xử lý. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định việc thực hiện đồng bộ các biện pháp giúp người dân ổn định đời sống sau giải phóng mặt bằng đã giúp nhiều dự án được triển khai bảo đảm tiến độ, đưa vào khai thác kịp thời, phát huy hiệu quả đầu tư. Có như vậy, người dân mới tin tưởng và tiếp tục ủng hộ các dự án khác trong tương lai.